Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn bước vào video số 3 về trợ từ. Và xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người vì đã comment rất là nhiệt tình, ấn like rất là nhiệt tình cho video số 1 và số 2 của mình. Và ngay sau đây chúng ta cùng nhau bước vào câu số 1 của video số 3. Để thế nào về trợ từ? Hãy! Asta gakko ikimasu ka? Năm số 1 O Số 2 To 3 De 4 Ni. Nào các bạn cùng làm đi. Ok, đáp án của chúng ta là ni nha các bạn nhé, ni. Được chưa nào? Hay đi đâu đó trong sơ cấp, thường thì trong bài sơ cấp thì thầy cô giáo sẽ dạy là e, đúng không nào? Nhưng mà nhiều thầy cô giáo sẽ quên không thêm cho các bạn vào, đó là chúng ta có thể sử dụng trợ từ ni nữa cơ. Được chưa nào? Hay các bạn nhớ nhá, e khi mà dùng e thì nó sẽ chỉ phương hướng, được chưa nào? Còn dùng ni thì nó sẽ chỉ địa điểm, đúng không? Cái đích đến của chúng ta, địa điểm đến, đích đến của chúng ta. Thì khi đó chúng ta sẽ dùng trợ từ ni. Dùng hai cái này ngang nhau, dùng cái nào cũng được các bạn nhé. Đôi khi mà chúng ta hỏi người Nhật ấy, hỏi người Nhật thì người ta sẽ không trả lời như thế này, mà người ta sẽ trả lời theo cách này gì nhỉ? Khi mà dùng ế thì cảm giác nó sẽ lịch sự hơn. Đấy, người ta cảm giác trong lòng mình thế. Asta gakko e ikimasu ka? Thì cảm giác nó sẽ lịch sự hơn các bạn ạ. Tuy nhiên, theo sách vở thì người ta sẽ hướng dẫn là gì nhỉ? Ế là nó ám chỉ cái phương hướng của chúng ta, còn ni là ám chỉ cái đích đến, địa điểm đến nhé các bạn nhé. Hãy cái này không được nhầm đâu nhá. Ok. Nè nè. Asta gakkō ni ikimasu ka? Iie, ikimasen. Vậy là chúng ta xong câu số 1, chúng ta bước vào câu số 2 nào. Hãy câu số 2. Mainichi toshokan de hitori hon o yonde imasu. Hãy đáp số 1. De. Hai. Mo. Số 3. Ni. Số 4. Ya. Nào các bạn làm đi. Ok, đáp án của chúng ta dễ rồi đúng không? De, ở đây có nghĩa là gì nhỉ? Hitori de. Được chưa nào? Hay, chúng ta có một từ vựng này rồi thì chúng ta chỉ việc ghép vào thôi. Đúng nào? Hay, cái gì nhỉ? Hàng ngày tôi đọc sách một mình ở thư viện. 皆さん, 毎日図書館で一人で本を読んでいます. Ok chưa? Câu này rất là đơn giản rồi. Ok. Hãy chúng ta cùng nhau bước vào câu số 3 này. Kare katta keiki wa oishiku nai desu. Ok, đáp số 1 de, số 2 ya, số 3 o, số 4 ga. Các làm đi. Ok, đáp án của chúng ta là đáp án số 4 ga, đúng không? Cái này là liên quan đến mệnh đề định ngữ, đúng nào? Mệnh đề định ngữ trong gì? Hay trong bài số 22 chúng ta đã học ạ. Ở đây chúng ta có thể thấy đúng không? Keiki wa oishiku nai, tức là gì nhỉ? Keiki là gì? Hay cái bánh ngọt, đúng không? Cái bánh ngọt này không ngon, được chưa nào? Nhưng mà cái bánh ngọt này là thế nào? Cái bánh ngọt là do anh ấy mua, đúng không? Kare ga katta keiki wa, được chưa nào? Kare ga katta keiki wa oishiku nai. Giống như bài số 2, đúng không? Nếu mà trong trường hợp nó không xuất hiện gá ở đây mà nó xuất hiện no thì các bạn điền cho mình đáp án là đáp án no nhá. Kare no katta keiki wa oishiku nai desu. Đều đúng các bạn ạ. Bởi vì sao? Bởi vì katta keiki này nó là một cụm danh từ. Được chưa nào? Nên là kare cũng là danh từ, nên là chúng ta nối hai danh từ với nhau là được. Nên là dùng trợ từ no. Ok, không vấn đề gì cả. Hay, vậy là bài học ngày hôm nay kết thúc tại đây rồi. Bye bye các bạn nha. Nhớ comment và like giúp mình nha. Bye bye.